Em xin chào các anh chị nhà đầu tư, em cũng tiếp tục làm clip review về thị trường ha. Và anh chị mình sẽ lưu ý những dòng cổ phiếu nào anh chị mình sẽ để quan tâm ở giai đoạn tới. Rồi mình sẽ điểm sơ qua về thị trường chung. Em sẽ để cái phần gọi là mục lục ở dưới phần mô tả những cái phút nào về thị trường chung, phút nào về các danh mục mã để anh chị mình có thể là anh chị mình tua qua để anh chị mình coi vào cái trọng tâm mà anh chị mình muốn xem ha. Dạ rồi, thì anh chị thấy là thị trường chung nè. Anh chị có thể coi lại những cái clip này của em, thị trường rung lắc nhà đầu tư nó làm gì, thị trường hồi phục đúng như dự đoán. Dạ rồi, thì anh chị thấy là cái viên này không phải là gãy, mà cái viên này là test lại cái vùng hỗ trợ thành công. Tâm lý nhà đầu tư đã ổn định, và cái viên ngày hôm nay kết hợp nữa là một cái viên mở cửa ở giá cao, đẩy chỉ số lên cao nhất phiên, là một cái phiên mà xác nhận là xu hướng VN vẫn còn tăng, vẫn còn tích cực, và nó rất giống ở giai đoạn này nè anh chị. Em nói ở những clip trước rồi, mà có thể là nhiều anh chị mình chưa xem, chưa theo dõi của kênh em nhiều. Thì em sẽ nói lại là trên một cái xu hướng tăng luôn luôn có những cái nhịp rũ bỏ của thị trường, và vẫn sẽ có những cây xác nhận xu hướng tăng tiếp. Và anh chị thấy là những cái đỉnh của thị trường á, nó sẽ đâu đó quanh những cái vùng mà anh chị mình say mồi nhất, anh chị mình hưng phấn nhất, anh chị mình sử dụng margin cao nhất, thì lúc đó là đỉnh của thị trường. Ở giai đoạn hiện tại thì em đánh giá vẫn là sóng nước rút của VN. Em có hay làm những danh mục nè, danh mục sóng nước rút của VN nè ha. Dạ rồi, thì dòng này tuần này thì em đánh băng, em đánh băng với dòng phân bón này. Anh chị có thể coi lại cái clip này nè, danh mục sinh sống nước rút nè, nhà băng nè, băng ha, em đánh băng vào dòng phân bón. Em có làm clip thì nói chung là em đánh Liên Việt và VB. Liên Việt thì lãi đâu đó tầm 12.2 12.3, hôm nay 11 11.2 11.3, hôm nay là 11.9, rất là ok, lãi đâu đó tầm 6% ha, 6-7% đấy. Và anh chị mình quan tâm giúp em những dòng cổ phiếu nào anh chị mình quan tâm, dòng trụ thì anh chị mình để ý. Khi mà VN xác nhận tăng tiếp thì là nó sẽ chọn những cái con trụ mà chưa kéo của thị trường. Luôn luôn khi mà muốn tăng chỉ số thì nó sẽ kéo một con trụ, và nó sẽ giữ giá đi ngang các con trụ khác, và nó điều chỉnh những con trụ đã tăng rồi để hạt ghim lại, để cân bằng lại cái chỉ số VN để nó không tăng quá cao. Anh chị mình để ý những con trụ nào mà vẫn chưa được quan tâm, ví dụ như con gas này. Con gas này nè, thị trường tăng nó tích lũy đi ngang mà không, hầu như là không có sự tăng giá. Và anh thấy là anh chị thấy là những cái lực bán ra nè, bắt đầu rũ bỏ ra rất là nhiều nhà đầu tư nè. Và hôm nay có một cái cây đỡ hàng rất là tốt nè, test cung nè, đây cây là gọi là phiên test cung nè, rất là tốt ha. Thì kỳ vọng là gas sẽ được quan tâm ở giai đoạn kế tiếp này. Tiếp theo là Masan. Masan thì anh chị thấy là nó đánh cái nền tích lũy như thế này rất là dài. Đánh Masan thì mình kỳ vọng nó trúng hạn một tí, những cái nhịp sóng mà khi Masan bùng nổ em đánh giá là sẽ rất là mạnh ha. Với cái nền tích lũy dài như thế này thì Masan có thể tăng lên những cái vùng cao như thế này, nhưng mà về trung hạn hơn. Về trung hạn mình quan tâm Masan là về trung hạn. Tiếp theo là những dòng như là dòng nhà Vinh. Dòng nhà Vinh thì anh chị thấy là giai đoạn thị trường tăng, nhà Vinh thì bị đè đấy, cho nên kỳ vọng là nhà Vinh sẽ là một vũ khí cuối cùng của nhà tàu lọc. Khi mà các con trụ khác đã được kéo thì nó sẽ dùng nhà Vinh ra làm vũ khí cuối cùng để kéo thị trường đi lên. Anh chị mình bắt đầu và đã có những cái sự tạo đáy ngắn hạn ở đây rồi, cầm máu được rồi, chờ những cái sự tích lũy trên như thế này mình sẽ quan sát lại nhà Vinh. Anh chị coi clip của em thì anh chị biết là em cũng đã cho gom Vinh từ trước rồi, đã có hàng nhà Vinh rồi, chờ những cái dòng tiền xác nhận vào nó bùng nổ thì em sẽ cho những cái điểm gia tăng vào nhà Vinh ha. Dạ rồi, đó là dòng về dòng trụ. Còn dòng băng thì em thấy là có hai con vẫn còn anh chị mình vẫn quan sát được, đó là BID. BID là nó có những cái sự tích lũy rất là tốt, lực bán không bao nhiêu, thì BID sẽ là những cái anh chị mình quan tâm ở giai đoạn sắp tới, nó vẫn chưa chạy. Tiếp theo là ACB. ACB có những cái vùng tích lũy trên cao này rất là tốt, lực bán không hề nhiều, anh chị mình quan tâm ACB, kỳ vọng những sự bùng nổ của ACB ha. Dạ rồi, tiếp theo là dòng khu công nghiệp. Dòng khu công nghiệp em đánh giá là có những cái mã pháo đầu như là BHR. BHR có những sự ăn hàng lên rất là tốt này, có sự tiền vào rất là ok. Nhưng mà nó có cái sự gọi là nó tích lũy trên những vùng như thế này, nó gặp những cái vùng kháng cự, nó vẫn còn phải test lại cái vùng đỉnh trước như thế này một tí. Thì nếu như dòng tiền nó sẵn sàng ăn lên và nó có sự tiền vào tốt thì mình sẽ đánh BHR, mình sẽ bắt đầu quan tâm BHR ha. Và tiếp theo là SSC, đây có những sự tiền vào rất tốt là dòng khu công nghiệp nói chung ha. Dòng khu công nghiệp nói chung, cái câu chuyện buôn có bạn, bán có phường ha, dòng nào chạy thì chạy chung đấy, nó phải test lại những vùng kháng cự đều một tí. Long Hậu nè, Long Hậu có những sự rũ bỏ ra và tích lũy cạn cung rất là tốt nè. Tiếp theo là những cái mã như là DRH nha anh chị. DRH
nó dần dần tìm được cái sự cân bằng của nó rồi nè. Mà vốn nó cũng bắt đầu cạn dần này. Đấy, mình bắt đầu quan tâm lại DRH một tí ha. Đấy, nói chung là dòng khu công nghiệp nói chung. Còn dòng B thì em đánh giá là nó cũng... dòng B thì nó mang một cái tính chất là nó đầu cơ hơi cao. Là một cái dòng siêu đầu cơ. Thành ra BVD, BVS đang tích lũy lại những vùng như thế này là rất là tốt. Mình có thể bắt đầu quan sát dòng B. Nhưng mà dòng B em đánh giá là nó vẫn còn nặng lắm. Nó cần sự tích lũy thêm thì mình mới đánh B được. Nói chung là trước mắt là cứ đánh trụ trước nè. Thị trường xác nhận tăng là mình phải quan tâm VN30 trước, trụ, băng, khu nghiệp. Dạ rồi. Thì hôm nay Rome em cũng cho chốt lãi nè. Rome em có mua HVN nè. Phiên ngày thứ hai là hôm nay HVN chạy cũng rất là tốt nè. Đấy, mua quanh giá 26.6, 26.7 nè. Hôm nay hàng về là lãi được đây, đâu đó tầm 3-4% nè. Cây bùng nổ đầu tiên ha, rất là tốt ha. Tiếp theo là những anh chị mình có thể coi lại cái clip này của em nè. Em có phím nè. Đây, HVN ha, VGI ha. Có VSC nữa. Đây, VSC ha. Đấy là VGI hôm nay tăng cũng rất là tốt nè. Đấy, nó test lại cái vùng đỉnh trước, ok nè. Bắt ngay cái cây này là chuẩn luôn. Đấy, khi em làm cái clip này là quanh quanh những cái vùng như thế này nè. Anh chị mình mua lãi đâu đó bao nhiêu ạ? 6% ha, 6%. VSC. VSC bùng nổ ngày hôm qua rồi. Anh chị coi clip ngày hôm qua em cũng đã có nói sự tăng của VSC ha. Dạ rồi, đó là cái những cái sự mà tích lũy cạn cung trong cái phương pháp của em. Anh chị mình, nếu mà anh chị nhìn được, anh chị mình sẽ thấy được là rất nhiều mã tiềm năng anh chị đánh những này ha. Dạ rồi, thì em cảm ơn các anh chị rất nhiều đã theo dõi clip của em vào tối ngày hôm nay. Em có để cái link, cái số điện thoại liên lạc của em ở dưới phần mô tả. Ở dưới phần mô tả em có để phần mục lục luôn, để anh chị mình có thể mình lướt tới những cái phần mà anh chị mình quan tâm ở trong clip. Đấy, và em cũng có cái link tham gia vào room hỗ trợ tư vấn. Để đây là những cái dòng mà anh chị mình quan sát thôi. Đấy, còn những cái điểm mua, những cái real time trong phiên thì em chỉ cập nhật cho ưu tiên cho room khách hàng của em. Dạ rồi, và em đang hiện tại công tác trên công ty chứng khoán VBS. Hiện tại bên em có những cái chính sách là miễn phí giao dịch cơ sở, rất là tiện cho các anh chị nào mà đánh những cái tài khoản nắp to. Đấy, và lãi suất vay margin cũng rất là thấp, đâu đó 9,8% một năm. Đang thấp và rất cạnh tranh trên thị trường ha. Anh chị mình có thể quan tâm đến chính sách công ty. Đối với anh chị nào mà đánh những tài khoản vài tỷ thì cái chính sách này rất là có lợi cho anh chị ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn các chị rất là nhiều dành thời gian quan tâm clip của em.